Hello, xin chào mọi người đã xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá của mình nhé bạn. Đó thì chiều hôm nay mình sẽ ra mình cập nhật một số dòng cá giá rẻ bên mình nha anh em. Đó thì đây mình tranh thủ mình bán hết để mình nhập về lưới mới nha anh em. Đây dòng đầu tiên nha, chỉ còn vài cặp đó. View sọt ri bông tai bướm nha. Đó, view sọt ri bông tai bướm đó, dòng này thế super sọt luôn anh em. Người con này con lấy mang bầu luôn nha anh em. Đó, trống này anh em xem trống nè. Đó, dòng này dòng view nha anh em. Đây nhìn rất là đẹp nha. Đây những chú heo nước đây. Dòng này mình bán với giá là 70k một cặp nha anh em. Đó, dòng bán giá 70k một cặp. Đó, chỉ còn vài cặp thôi anh em. Đó, thì nhập hết đợt này mình sẽ về chuẩn bị về đợt mới. Đó, anh em thấy không? Đó, view nhìn rất là dễ thương. Đó, nhìn đẹp nha anh em. Đó, dòng này mình bán với giá là 70k một cặp. Rồi, dòng tiếp theo. Đó, dòng tiếp theo dòng rồng xanh Indo nha anh em. Rồng xanh Indo, dòng này mình bán với giá là 60k một cặp nha anh em. Size này size gần 3 tháng rồi anh em. Đó, con trống này người xanh nhìn rất là đẹp. Rồng xanh Indo nha, về làm giống thì rất ok. Đó, bán giá rẻ luôn cho những anh em đam mê. Đó, đam mê guppy, đam mê cá bê màu. Đó, còn cho mọi người cùng chơi nha anh em. Đó, thì hôm bữa mình có ra một cái combo giá rẻ thì hôm nay mình sẽ báo giá. Đó, thì cứ một tháng mình sẽ ra khuyến mãi giá rẻ một lần nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ báo giá lại nè. Đó, đây là rồng xanh Indo, nó một cặp mình bán là 60k một cặp rồng xanh Indo nha. Đó, anh em thấy cái người nó nhìn rất đẹp nha anh em. Bây giờ mình sẽ quay dòng khác cho anh em xem. Rồi, dòng này HB Retro này. Đó, dòng này thì trâu bò lắm nha anh em. Đó, anh em nào mà mới tập chơi nha, học sinh đồ chơi nhìn rất đã. Dòng này rất là khỏe nha. Đó, dòng này mình bán với giá là 30k một cặp thôi anh em. Đó, 30k một cặp thôi anh em. Đó, trống mái size body rất là chuẩn nha anh em. Đó, size này giống như size cối luôn nha anh em. Đó, mà nó vẫn còn tơ nha anh em. Đó, chứ không phải cái già đâu. Anh em nhìn trống là biết liền à. Đó, dòng này thì mình bán với giá là 30k một cặp thôi anh em. Nó HB Retro. Đó, giá chỉ có 30k một cặp thôi. Đó, anh em xem không? Nhìn rất là đẹp nha anh em. Đó. HB Retro giá chỉ có 30k một cặp thôi. Rồi, dòng tiếp theo. Dòng này là dòng blue tặc răng nha anh em. Nó blue tặc răng. Blue tặc răng bên mình này khỏi phải bàn này nha anh em. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Một cặp này mình bán với giá là 40k một cặp nha anh em, blue thật răng. Đó, bạn nào mà cá tính thích màu ấy là màu đen xanh nha. Đó, nhìn ra chơi rất là ngầu. Đó, màu xanh huyền ảo đây. Đó, nhìn một cặp mình bán với giá là 40k một cặp thôi anh em. Đó, blue thật răng nha. Đó, anh em thấy đầu nó xanh nè, trống lên tất cả lên đầu xanh nha anh em. Máy xe cuối nè. Đó, mình số lượng nhìn rất là nhiều nha anh em. Nào lấy sỉ thì mình sỉ lẻ luôn nha anh em. Nó sỉ lẻ luôn, coi e là mình có hết nha anh em. Đó, mình là đủ tất cả các dòng. Rồi, blue thật răng giá là 40k một cặp thôi. Đó. Rồi, dòng tiếp theo thì dòng coi đen sọt ri bông nha anh em. Coi đen sọt ri bông dòng coi đen sọt ri bông tay bướm phin xe luôn nha anh em. Đó, dòng này thì mình bán với giá là 70k một cặp nha anh em. Đó, 70k một cặp. Có con thịt trắng nha anh em. Con này không phải con view đâu, nó là coi đen luôn nha anh em. Nó để ra trong bày loa luôn đó. Đó. Đó, coi đen sọt ri bông tay bướm phin xe. Đó, giá chỉ có 70k một cặp thôi nha anh em. Đó, dòng này mình sẽ bắt sâu lên cho anh em xem. Này. Rồi, dòng tiếp theo dòng rồng tím mô sắc nha anh em. Đó, rồng tím mô sắc nè. Đây anh thấy đã con trống nhìn rất tím nè. Trống mái nè. Đó, tím mô sắc thì mình bán với giá là 60k một cặp nha anh em. Đây, con mái nhìn đã. Đó. Nhìn rất ghiền luôn. Đó, giá mà vậy ra giá quá rẻ luôn nha anh em. Đó, anh em xem con mái này. Đó, người mập mập út nút luôn. Cái trống này, trống này anh em thấy full giáp hết nha anh em. Trống full giáp hết nha. Mà chỉ có 60k một cặp thôi.
Đó, anh em xem này, con mái này mang màu bì hết nha. Đó, đồng tím màu sắc bán 60k một cặp. Trên này, này. Đó, trên này cũng rồng tím nha anh em, 60k một cặp nha. Rồi dòng tiếp theo dòng Dumbo này. Đó, Dumbo đợt này quá đẹp luôn nha anh em. Đó. Dumbo đợt này về cho anh em làm giống này quá chuẩn luôn nha anh em. Dumbo đợt này làm giống quá chuẩn nha anh em. Đó, Dumbo thì mình bán với giá là 40k một cặp đó. Bữa nay lên số lượng nha. Dumbo số lượng mình bán mình giảm giá nha. Đó, một cặp Dumbo tai bơi to, nó đuôi hắc muôn. Giá chỉ có là 40k một cặp thôi nha anh em. Đó. Size này size 3 tháng luôn. Đó, anh em về làm giống này quá tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, lâu lâu mới có một được về một lô như vậy thôi. Đó, anh em thấy không? Trống này. Vây đuôi nhìn rất là xòe, rất là đẹp. Đó, Dumbo chỉ có 40k một cặp thôi. Nó rẻ hơn đợt trước nha anh em. Đó, máy đang ở bầu nha. Anh em làm giống thì quá ok luôn. Rồi coi đe, coi red. Đó, coi red gen. Đó, coi red gen bên mình có nhiều con nhú tai nha. Đầu nó đậm sâu nha. Thì đợt này mình bán với giá là 30k một cặp. Đó, coi red. Bán nhanh luôn, bán nhanh để nhập về lứa mới nha anh em. Coi red đó, giá là 30k một cặp. Coi red bán. Rồi HBY nè. HBY thì còn chắc tầm cỡ 5-6 cặp nên anh em. Đó, máy đang mang bồi nha. Còn trống nè. Trống anh em thấy full không? Full giáp nha. Full tới miệng luôn nha anh em. Đây. Máy này, máy đang bầu bì nha anh em. HBY này mình bán với giá là 30k một cặp nha anh em. HBY. Đó, người trắng nhìn rất đẹp. Đó. HBY giá 40k một cặp. Này người anh em thấy không? Đó, máy bầu bì nha. Đó, người body ngắn đó. Cái dòng này body ngắn nha anh em. Đó. Giá chỉ có 40k một cặp thôi. HBY. Rồi dòng tiếp theo full gold. À, anh em thấy full gold mình không? Đó, anh em thấy con máy à. Quá đã luôn nha anh em. Người vàng ống mã luôn nha. Rồi, full gold rebound thì mình bán với giá là 60k một cặp nha anh em. Đó, cái xem con máy nè. Đó, thì mình bán trung bày chung với nhau luôn. Đó, bán có nhiều con nó lên tay, có nhiều con nó nhú tay nha anh em. Bán xà cà với nhau là 60k một cặp luôn. Đó, máy này cũng lên tay nè. Nó nhiều, nó rất lanh nha. Bây giờ mình vớt con nào nó cũng lên tay nha anh em. Đó, đây con máy trống nè. Full gold bên mình là vàng ống luôn nha. Nó thịt trắng nha anh em, nó con nó đang mang bầu nè. Đó, full gold mỗi lần mình quay full gold là đã luôn nha anh em, nó không muốn ngừng luôn. Đây con vàng con máy tiếp này. Đó, anh em thấy lên tay không? Đó, giá chỉ có 60k một cặp thôi. Full gold bên mình là bao số lượng luôn. Đó, anh em muốn lấy bao nhiêu cũng có nha. Đó, con máy này, máy đẹp nè. Đó. Hai con máy luôn nha. Đó, con này gần full giáp, cái miệng nó vàng khè luôn nha anh em. Đó, giá chỉ có 60k một cặp thôi, giá quá rẻ nha. Rồi dòng tiếp theo nè, dòng rồng đỏ nè. Rồng đỏ thì mình bán 40k một cặp nha. Rồng đỏ 40k một cặp. Trống này. Lạnh các bạn. Đây. Trong máy nha anh em. Rồi 40k một cặp rồng đỏ, 40k chỉ có giá 40k một cặp rồng đỏ thôi anh em. Máy nhìn body nhìn mập mập nha. Đó. Trống này. Trống màu sắc chuẩn nha anh em. Đó. Gần full hết nha. Máy đẹp nè. Đó thì một cặp là chỉ có 40k một cặp thôi anh em. Nó rồng đỏ nha. Rồi dòng này dòng HB Blue. HB Blue được này mình bán với giá là 40k một cặp nha anh em. Đó. Giảm giá luôn. Đó, giảm giá 40k một cặp HB Blue luôn nha anh em. HB Blue một cặp là 40k một cặp thôi anh em. HB Blue giá chỉ có 40k một cặp thôi. Đợt này
tranh thủ bán hết đó để nhập về lứa cá mới này, những dòng cá mới nha. Đấy, cho chặt hết chỗ rồi, em thấy trống mái này nè, trống mái đang ở bầu nha. Đó, HP Blue thì mình bán với giá là 40k một cặp, 40k một cặp đó. Mà thả nuôi thủy sinh thì quá bị bài, con gôn gen giá chỉ có 30k một cặp thôi. Đấy, vậy là thang. Thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh. Đó, anh em mua thì mình có để số điện thoại và số Zalo bên góc màn hình đó. Đó, anh em kết bạn mua nha anh em. Đó, xin chào tạm biệt các bạn.